Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước chúng ta đã học xong bài 55 tiến hóa về hình thức sinh sản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 56 cây phát sinh với động vật. Trước khi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, giới thiệu với các bạn, đây là bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London. Ở bảo tàng này trưng bày một số lượng lớn các mẫu vật từ rất nhiều những thời kỳ khác nhau trong lịch sử tự nhiên. Và trong đó có vô số các hóa thạch đã được lưu giữ lại. Ví dụ, hóa thạch của bọ ba thùy. Ví dụ, hóa thạch của cục đá. Hóa thạch của chim cổ. Hóa thạch của cá vây chân cổ. Hóa thạch của thằn lằn cá. Và hóa thạch của lưỡng cư cổ. Các hóa thạch này vốn ban đầu là những phần cơ thể của các loài động vật. Tuy nhiên, sau khi chết đi, chúng được lưu giữ lại theo thời gian trải qua quá trình hóa thạch và dần dần đã trở thành những khối đá. Các hóa thạch này đã được con người phát hiện từ những năm đầu của thế kỷ 19. Và từ khi khai quật được cái di tích hóa thạch này, các nhà khoa học đã đưa ra được những bằng chứng rất rõ ràng, cụ thể để chứng minh được mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Vậy thì để hiểu rõ hơn về vai trò của các di tích hóa thạch đó trong việc xác định mối quan hệ giữa các nhóm động vật, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào phần 1 La Mã, bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Chúng ta cùng nhìn vào hình 56.1 sách giáo khoa trang 182. Đây là hóa thạch của cá vây chân cổ, còn đây là hóa thạch của lưỡng cư cổ. Chúng ta thấy rằng ở lưỡng cư cổ có một số những đặc tính chú ý sau. Thứ nhất, di tích của nắp mang. Thứ hai, vây đuôi. Và thứ ba là vảy. Bên cạnh đó, đây là di tích hóa thạch của chim cổ. Và ở chim cổ chúng ta thấy rằng chúng có những đặc điểm như sau. Hàm của chúng có răng. Ba ngón ở chi trước đều có vuốt. Chúng có cánh. Chúng được lông vũ bao phủ cơ thể. Chân sau thì có ba ngón trước và một ngón sau. Và đặc biệt nhất, ở phần đuôi, đuôi của chúng rất dài và có tới 23 đốt sống đuôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung mà sách giáo khoa yêu cầu chúng ta làm trong phần này. Quan sát hình 56.2a, hãy xác định những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ. Đây là lưỡng cư cổ và đây là cá vây chân cổ. Chúng ta thấy rằng khi so sánh với cá vây chân cổ thì lưỡng cư cổ có những đặc điểm giống như sau. Thứ nhất là di tích nắp mang. Và đây chính là nắp mang của cá vây chân cổ. Thứ hai là vảy. Và chúng ta thấy cá vây chân cổ cũng được bao phủ bởi một lớp vảy. Thứ ba là vây đuôi. Đây cũng chính là vây đuôi của cá vây chân cổ. Thế thì những đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ là di tích nắp mang, vảy, vây đuôi. Tiếp theo, hãy xác định những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Đây là hình lưỡng cư cổ và bên cạnh đó là lưỡng cư ngày nay. Và để phân biệt với những đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, thì thầy sẽ gạch chân bằng 2 nét những đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Chúng ta thấy rằng đặc điểm chi có 5 ngón chính là đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Như vậy, những đặc điểm được gạch chân bằng một nét sẽ là những đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ. Còn những đặc điểm được gạch chân bằng hai nét là những đặc điểm mà lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay. Tiếp theo, quan sát hình 56.2b, hãy xác định những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay. Ở đây chúng ta có chim cổ và bên cạnh đó là bò sát ngày nay. Thế thì so với bò sát ngày nay, chim cổ có những đặc điểm giống như sau. Thứ nhất, hàm có răng và đây cũng là vị trí răng của bò sát. Thứ hai, ba ngón của chi trước đều có vuốt và điều này chúng ta cũng thấy rất rõ ở bò sát. Mỗi một chi của nó ở mỗi một ngón đều có móng vuốt. Và thứ ba, đó là đuôi rất dài và giống như trong chú thích hình. Thì chúng ta thấy có tới 23 đốt sống đuôi và nghiễm nhiên bò sát thì cũng có đuôi. Vậy đây chính là những đặc điểm mà chim cổ giống với bò sát ngày nay. Hàm có răng, ba ngón đều có vuốt, đuôi dài có 23 đốt sống đuôi. Ngoài ra những đặc điểm còn lại như là
có lông vũ bao phủ cơ thể, có cánh, chi sau có ba ngón trước và một ngón sau, thì đây chính là những đặc điểm cho thấy rằng chim cổ rất giống với những loài chim ngày nay. Như vậy, với những đặc điểm giống và khác nhau đó, nó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, cũng như giữa chim cổ và bò sát cổ? Thì ở đây chúng ta có thể khẳng định rằng lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ. Vì sao chúng ta lại khẳng định được điều đó? Vì ở đây chúng ta thấy rằng lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ đều có những đặc điểm chung như là có vảy, có vây đuôi và cũng như là có nắp mang. Tiếp tục, chúng ta khẳng định được nhận định thứ hai, đó là chim cổ thì có nguồn gốc từ bò sát cổ và cũng giống như vậy. Chúng ta thấy ở bò sát cổ và chim cổ có những đặc điểm giống nhau như sau: xương đuôi thì rất dài, hàm có răng và ngón thì có vú. Vậy thì với những cái bằng chứng này, chúng ta kết luận được điều như sau: các loài động vật đều có mối quan hệ họ hàng với nhau, và hiện nay người ta đã chứng minh được rằng lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, còn thú cổ và chim cổ thì chúng bắt nguồn từ bò sát cổ. Và đây cũng là nội dung của phần mộ La Mã, không chỉ được sử dụng để làm bằng chứng xác định mối quan hệ giữa các nhóm động vật với nhau, mà các hóa thạch này còn được sử dụng để xác định sự xuất hiện, phát triển và diệt vong của các nhóm loài động vật. Chính vì thế mà các nhà khoa học ngày nay người ta luôn tìm mọi cách để có thể bảo quản được những hóa thạch này. Ví dụ như đặt hàng rào chắn cho các hóa thạch, lồng kính các di tích hóa thạch, và ngay kể cả việc treo các hóa thạch này lên cao để giảm bớt sự tiếp xúc giữa con người với các hóa thạch. Thầy giới thiệu với các bạn, ở Việt Nam của chúng ta cũng có bảo tàng lưu trữ các hóa thạch về các nhóm động vật, thực vật. Đó là Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được đặt tại Hà Nội. Và các bạn có thể thấy đây là khu vực được bảo tàng sử dụng để trưng bày các hóa thạch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần 2 La Mã, cây phát sinh với động vật. Các bạn nhìn vào hình 56.3 trong sách giáo khoa. Đây là sơ đồ cây phát sinh với động vật. Và ở trong sơ đồ này, người ta đã chú thích cho chúng ta những thông tin như sau. Thứ nhất là động vật nguyên sinh. Số 2 là ruột khoang. Số 3 là giun dẹp. Số 4 là giun tròn. Số 5 là giun đốt. Số 6 là thân mềm. Số 7 là chân khớp. Và số 8 là động vật có xương sống. Vậy thì với cái sơ đồ về cây phát sinh với động vật này, chúng ta rút ra được một số nhận định như sau. Nhận định thứ nhất, hình cây có những nhánh và tất cả những nhánh này đều đi từ một gốc chung, và gốc chung đó được gọi là tổ tiên chung. Rồi thì từ gốc chung ấy phát ra những nhánh khác nhau, rồi ở mỗi nhánh lại tiếp tục phát ra những nhánh nhỏ hơn. Tận cùng của các nhánh nhỏ hơn này sẽ là đại diện của một nhóm động vật. Qua sơ đồ này chúng ta thấy giống như một cái nhánh cây nên được đặt tên là cây phát sinh với động vật. Nhận định thứ hai, đó là số lượng loài của các nhóm động vật được mô tả thông qua kích thước của các nhánh cây. Điều này có nghĩa rằng nếu như nhóm động vật đó được mô tả với những nhánh cây có kích thước lớn thì nghiễm nhiên số lượng loài động vật thuộc nhóm đó là lớn. Nhưng ngược lại, nếu như những nhóm động vật được mô tả bằng cái nhánh cây có kích thước nhỏ thì nghiễm nhiên số lượng loài của cái nhóm đó sẽ nhỏ. Ví dụ, ở đây chúng ta có châu chấu là đại diện của nhóm sâu bọ. Và với nhóm sâu bọ này được mô tả với kích thước nhánh cây rất lớn, điều này đồng nghĩa với việc số lượng loài của các nhóm sâu bọ này là lớn. Nhưng ngược lại, ở nhóm động vật nguyên sinh, các nhóm này được mô tả bằng nhánh cây có kích thước rất nhỏ, điều này đồng nghĩa với việc là số lượng loài của nhóm này là nhỏ. Và nhận định thứ ba, đó là các nhóm động vật có cùng nguồn gốc hoặc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn. Ví dụ ở đây chúng ta thấy nhóm chân khớp là nhóm số 7, nó nằm gần với nhóm giun đốt là nhóm số 5.
Điều này có thể khẳng định rằng nhóm chân khớp và nhóm xương đốt có mối quan hệ họ hàng gần gũi. Hay như ở số 6 là nhóm thân mềm, còn nhóm dư dẹp nằm ở số 3. Vậy thì hai nhóm này nằm không gần nhau, điều đó đồng nghĩa với việc hai nhóm này sẽ có mối quan hệ họ hàng không gần gũi với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ này để có thể trả lời các câu hỏi ở phần tam giác màu xanh có trong sách giáo khoa trang 184. Câu hỏi thứ nhất, ngành chân khớp có mối quan hệ họ hàng gần với thân mềm hay gần với động vật có xương sống? Phần này là ngành chân khớp và gốc của nó ở đây. Tiếp theo, khu vực này là nhóm thân mềm và gốc của nó. Và số 8 là nhóm động vật có xương sống. Chúng ta thấy ngành chân khớp và thân mềm chúng nằm ở vị trí gần với nhau, nên nghiễm nhiên chân khớp và thân mềm có mối quan hệ gần gũi với nhau hơn. Câu hỏi thứ hai, ngành thân mềm có mối quan hệ họ hàng gần với đục khoang hơn hay gần với xương đốt hơn? Thế thì qua sơ đồ này chúng ta thấy rằng số 6 là thân mềm, số 2 là đục khoang, số 5 là xương đốt. Vậy thì thân mềm và xương đốt sẽ có mối quan hệ gần gũi với nhau hơn. Từ đó chúng ta thấy qua cây phát sinh, chúng ta sẽ thấy được mức độ quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ xác định được quá trình tiến hóa của các nhóm động vật đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Và đây cũng chính là nội dung của phần 2, các em ghi lại và nắm bắt nội dung thật kỹ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cây phát sinh giữa động vật và ý nghĩa của nó. Thông qua nội dung này, chúng ta đã biết được cách đọc cây phát sinh giữa động vật cũng như là hiểu về mối quan hệ giữa các nhóm loài động vật. Sau cùng, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại nội dung mà bài học ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu. Đây là sơ đồ tư duy tóm tắt lại toàn bộ nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Với nội dung bài học này, chúng ta có hai nhánh. Nhánh thứ nhất là nhánh bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật với nhau. Trong nội dung này, chúng ta xác định được hai yếu tố. Thứ nhất, tất cả các loài động vật đều có mối quan hệ họ hàng với nhau. Và thứ hai là đã có những bằng chứng về hóa thật để chứng minh rằng lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá voi chân cổ, cũng như là chim cổ và thú cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ. Nhánh thứ hai, đó là nhánh về cây phát sinh giữa động vật. Thì ở đây chúng ta thấy được một vấn đề rằng thông qua cây phát sinh giữa động vật, chúng ta có thể nắm được nguồn gốc chung của giới động vật. Chúng ta biết được quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật, loài nào càng gần với gốc thì xuất hiện càng sớm. Đồng thời, cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật với nhau. Và sau cùng, cây phát sinh giữa động vật cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài. Và đây chính là toàn bộ nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra, trên thế giới vẫn còn tồn tại một số hóa thật sống. Chúng ta hãy cùng nhau xem đoạn clip sau. Trải qua hàng vạn năm tiến hóa, các loài vật đã liên tục thay đổi đặc tính cơ thể nhằm thích ứng với môi trường sống bên ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày nay chúng ta vẫn có những sinh vật vẫn còn giữ nguyên đặc tính của tổ tiên, của chúng và được đặt danh là hóa thạch sống còn sót lại trên trái đất. Những sinh vật đó là gì? Hãy xem qua nhé! Aardvark là loài thú có vú chuyên ăn côn trùng sống về đêm. Điểm chung của loài vật này là chúng khá giống với kangaroo nhưng lại có mũi dài như vòi. Aardvark là loài duy nhất thuộc họ Tubilidentata còn sống sót đến tận ngày nay. Với hình dạng gần như trái ngược hoàn toàn, thế nhưng voi là họ hàng gần nhất của loài này. Các nhà khoa học đã từng có giả thuyết cho rằng tổ tiên loài người không phải là vượn châu Phi mà còn xa hơn thế nữa, đó là loài cá vây tay.
Trước khi xảy ra cuộc diệt chủng kỳ Devon, loài cá vây tay đã tiến hóa thành loài lưỡng cư bốn chân và di cư chuyển cuộc sống lên cạn. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, loài cá vây tay đã thay đổi hình dạng từ loài cá thành động vật bò sát, động vật linh trưởng và dần phát triển thành con người. Loài cá vây tay từng được cho là tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm trước, cùng với khủng long. Tuy nhiên, vào năm 1938, chúng đã được tìm thấy trở lại và chỉ còn hai loài duy nhất. Thú mỏ vịt là một trong những hóa thạch sống kỳ lạ còn tồn tại đến ngày nay. Là loài động vật có vú, thế nhưng thú mỏ vịt lại có màng, đẻ trứng và nuôi con bằng sữa. Thú mỏ vịt là loài duy nhất tách ra khỏi lớp động vật có vú từ 166 triệu năm trước. Ốc anh vũ là loài động vật thân mềm nguyên sinh nhất còn sót lại từ thời tiền sử. Loài này được giới khoa học coi là hóa thạch sống trong tự nhiên vì chúng thay đổi rất ít so với tổ tiên cách đây 400 đến 500 triệu năm, được biết đến thông qua các hóa thạch. Khác hoàn toàn với các loài ốc khác, ốc anh vũ di chuyển bằng cách bơi lơ lửng trong nước biển. Loài ốc này còn xuất hiện ở Việt Nam và gây sốt vì vỏ ốc của chúng rất đẹp và có giá trị mỹ nghệ. Sam không thua kém gì loài Sam họ hàng xa, tôm nòng nọc cũng là một trong những hóa thạch sống cổ đại nhất trên thế giới. Theo nghiên cứu khoa học, hình dáng của tôm nòng nọc ngày nay giống hệt như những hóa thạch cổ đại có niên đại trước khi loài khủng long xuất hiện. So với các hóa thạch sống khác, nai, chuột có tuổi đời trẻ trung hơn rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế, đây vẫn là một trong những loài vật có vú cổ xưa nhất sót lại từ thời tiền sử. Nai chuột là loài động vật có móng tồn tại từ 35 triệu năm trước. Loài nai này vẫn nhỏ bé không mấy thay đổi so với tổ tiên. Vừa qua là những loài động vật được mệnh danh là hóa thạch sống từ thời cổ đại vì chúng có hình dạng không hề thay đổi so với tổ tiên. Bạn có suy nghĩ gì về những sinh vật trên? Phải chăng chúng đã quá hoàn hảo nên không cần thay đổi để thích nghi với môi trường? Là phần nhận dò. Các bạn cần ghi nhớ nội dung kiến thức ở phần 1 và phần 2 La Mã. Xem trước nội dung bài 57 đa dạng của sinh học và cho biết đặc điểm của những loài động vật thích nghi với môi trường đới nóng và môi trường đới lạnh. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những buổi học thật vui và thú vị.